Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên khủng long. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Thì trong tập ngày hôm nay mình sẽ tiến hành đi về những cái di tích khảo cổ trong lịch sử nha các bạn. Đó, mình đã có trưng bày rất là nhiều ở trong nhà của mình rồi nè. Đây, mình sẽ cho các bạn coi. Đó, mình sẽ tìm hiểu những cái di tích ở tầng 1 trước nha các bạn. Đó, đây là tầng 1 của nhà mình đây. Đây, mình sẽ cho các bạn coi những cái di tích này. Nó gồm 4 bức tranh điêu khắc bằng đá nha các bạn. Đây. Đó, đây là những cái bảng bằng đá nè. Đó, nó kể về một cái câu chuyện gì đó. Và mình sẽ tiến hành đọc nó nha các bạn. Đây. Đó. Đây có vẻ như là Anu nè. Trời, rất là quen thuộc với chúng ta luôn. Chúng ta vừa đánh bại ông ta xong. Đây, đây chính là lịch sử của Anu nha anh em. Anu là một người cai trị, người đã sử dụng sức mạnh và ma thuật của thanh kiếm và chiếc mũ cổ đại để biến người dân của mình thành zombie Bitman thuần hóa và lính bảo vệ Bitman với lòng trung thành tuyệt đối. Wow, rất là ghê luôn nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái bức tranh này, coi nó có giống với cái cuốn sách này hay không. Đây chính là lịch sử của Anu nha các bạn. Đó, lịch sử của Anu. Ồ. Wow, khá là kinh khủng anh em ơi. Đây là khi Anu được chôn cất rồi nè. Thì cái di tích thứ hai mình sẽ khám phá đó chính là lời tiên tri nha anh em. Đó, cái này mình cũng đã nhá hàng sơ qua cho các bạn ở những cái tập mà đánh với Anu rồi nha. Đó, lời tiên tri. Nó gồm 4 bức tranh luôn nha. Ồ, ghê chứ. Đó, khá xịn luôn nha các bạn. 4 bức tranh mang 4 cái ý nghĩa khác nhau nha. Mình sẽ đọc cái cuốn lời tiên tri này. Đó, lời tiên tri. Rồi, coi thử có gì nào. Bản đầu tiên mô tả một chiếc thuyền địa ngục mang một bức tượng Anu. Nó được bao quanh bởi các bức tượng cổ và đá đỏ. À, tức là cái nghi thức mà để mình triệu hồi cái cánh cổng đó các bạn à. Đó, chính nó đây rồi. Wow, ghê ta. Ồ, 4 bức tượng cổ đại nè. Đúng rồi nè. Đó, và đây là cái thuyền ở dưới địa ngục này các bạn ơi. Ồ, rồi chúng ta sẽ tiếp tục với cái bản thứ hai nha. Bản thứ hai cho thấy một nhà thám hiểm đang cầm viên ngọc Scarab để vào một cái hòm bí ẩn. Ồ, đây là cách mình mở cái hòm này nè các bạn ơi. Đợt trước mình cũng đã có mở rồi nè. Rồi, tiếp tục với bản thứ ba thôi. Bản thứ ba, đột nhiên một Anu giận dữ xuất hiện từ trong cái hòm. Ồ, ghê chưa. Đây, đây chính là Anu đây các bạn ơi. Đó, ổng xuất hiện cái là ổng tê là bọt tùm lum hết. Rồi chúng ta cùng coi cái bản cuối cùng nào. Bản thứ tư. Trải qua 2 cuộc chiến, cuối cùng nhà thám hiểm lấy chìa khóa từ xác của Anu và chạm vào hắn lần cuối. Ờ, đúng rồi, mình có chạm vào Anu lần cuối để mà dịch chuyển đến cái nơi mà chứa cái đồng hồ cổ đại đó các bạn à. Ồ, đây, đây là khối của Anu nè. Đúng như những gì mà chúng ta đã từng thực hiện nha các bạn. Ồ, đây chính là lời tiên tri rồi đó. Rồi, khá xịn luôn. Rồi chúng ta đã qua được 2 cái khám phá lịch sử rồi nha các bạn. Đó, tiếp tục với cái thứ ba nào. Đây, đồng hồ cổ đại. Ồ, ghê chưa. Đây, có một cuốn sách nè, Ancient Clock, đồng hồ cổ đại. Bản này cho thấy một đồng hồ cổ đại được giấu bên trong một kho báu cổ đại. Wow, các bạn có nhớ rằng sau khi mà đánh bại Anu, mình có chạm vào cái làn khói bốc từ cái xác của Anu á, rồi mình đã bị dịch chuyển vào một cái thế giới khác. Đó, và nơi đó nó có chứa một cái rương cổ đại. Đó, trong cái rương nó có chứa cái đồng hồ cổ đại này nha các bạn. Đây chính là cách tấn công của Anubai. Anubai chính là đệ tử của Anu nha các bạn. Đó, những cái bức tượng nè, những cái bức tượng sống đó các bạn ơi. Rồi, chúng ta có được 4 cái bảng. Wow. Rồi, đọc luôn nào. Kinh khủng ta. Để mình coi nào. Cách tấn công của Anubai. Bộ này mô tả chi tiết phong cách tấn công của Anubai. Ở đây chúng ta thấy một nhà thám hiểm cầm một cây Javelin và đánh thức một Anubai. Sau khi thức dậy, Anubai dịch chuyển phía sau nhà thám hiểm khi anh ta chuẩn bị tấn công. Wow, nghe rất là ghê anh em ơi. Đây chính là cái khả năng teleport của Anubai đó các bạn ạ. Đó, và chúng ta cũng đã từng chứng kiến một vài cái Anubai có khả năng teleport rồi đó. Đó, đúng là khá là xịn luôn. Ồ, ghê chưa, ghê chưa. Và cái cây Javelin tức là cái cây giáo đó các bạn à. Hổ răng kiếm tấn công. Để mình cùng đọc xem nào. Ồ, hổ răng kiếm nè các bạn ơi. Chúng ta có thể thấy được hai con và một cái xác hay sao á. Hổ răng kiếm tấn công. Một con voi mammoth đã bị rượt đến rì của một tảng băng bởi một đàn Smilodon đối, và bây giờ buộc phải chiến đấu để có thể sinh tồn. Wow, rất là ghê luôn ha. Smilodon đó chính là những cái con hổ răng kiếm đó nha các bạn. Ồ, và như mình thấy được cái xác của một con hổ răng kiếm nó bị bại trận kìa. Ở đây đó có tổng cộng là 3 cái xác của hổ răng kiếm nha các bạn. 2 con còn sống và 1 con đã bị chết rồi đó. Thì tất cả những cái khám phá này á, nó đã được lưu truyền từ cái người cổ đại. Tức là người cổ đại đã khắc những cái ký tự cũng như là những cái hình ảnh như thế này nè nha các bạn. Đó, rất là xịn luôn. Minecraft Monster. Wow, có vẻ như là người cổ đại đã thấy được những cái con quái vật của Minecraft rồi nè. Ở đây chúng ta có được 4 con, đó chính là Skeleton, Zombie, Creeper và con nhện nha các bạn. Con Spider đó. 4 con cơ bản nè. Bản này thể hiện các thiết kế dựa trên quái vật Minecraft. Ồ, khá là xịn hen. Đó, thế là mình đã khám phá xong cái tầng 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục lên tầng 2 để mà khám phá thêm nha các bạn. Đó, lên tầng 2 thôi. Đây, chúng ta cùng ngắm lại những cái khám phá trước đó nè. Ồ, rất là ghê luôn. Đây, lời tiên tri. Mình khoái cái này nhất nè. Ok. Và đây là lịch sử của Anu nha. Lịch sử của Anu. Rồi, lên tầng 2 thôi nha các bạn. Đây. Ở đây chúng ta có lần đầu thu phục Tyrannosaurus. Ồ, lần đầu thu phục của khủng long bạo chúa luôn. Wow, rất ghê luôn các bạn ơi. Đây. Thì cái bộ này đó, nó rất là dài nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ cùng lấy cuốn sách ra và coi xem nè. Ồ, nó rất là dài luôn. Đây chúng ta thấy được một tảng băng nè. Hình như có vẻ trong đó nó chứa một cái con Tyrannosaurus trong đó đó. Ồ, ghê chưa. Wow. Đây chúng ta có thể xem tuần tự qua từng cái bảng đó các bạn ơi. Wow, khá là xịn ha. Đây thì nó có rất là nhiều bảng luôn. Tuy nhiên thì cái bảng lớn này nó bị rách ra làm hai cái bảng nhỏ như thế này nữa nha các bạn. Rồi chúng ta phải ghép qua nha. Đó, ghép qua để mà hình dung được. Ok. Đó, chúng ta thấy được một cái con Synodoceroid nó bị tấn công nè. Wow, và mình thấy được cái viên ngọc Scarab trên cái vương miện đó. Wow, khá là xịn luôn. Ồ, hình như là đồng hồ thời gian nữa nè. Lại là nó nữa. Ok, thì mình sẽ tiếp tục đọc cái câu chuyện này nha các bạn. Lần đầu thu phục Tyrannosaurus. Câu chuyện dài này kể về lần đầu tiên một Tyrannosaurus được thuần hóa. Có 11 bản khác nhau trong bộ này. Ồ, 11 bản luôn nha các bạn. Rất là ghê luôn đó. Mình đã sưu tập rất là khó khăn để mà có được đó nha các bạn. Rồi. Trong khi khám phá một hang động, một ngày nọ một người đã phát hiện ra một con thú bị đóng băng trong băng. Một nhóm được tập hợp để kéo khối băng về nhà. Và mặt trời bắt đầu làm khối băng tan chảy. Ồ. Đây chúng ta có thể thấy được nè. Đó, một con thú nó bị đóng trong băng nha các bạn. Và một nhóm đã được huy động để mà kéo cái tảng băng về. Ở đây thì mặt trời nó đang làm cái tảng băng nó bị tan chảy nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục với những cái bảng tiếp theo nha. Thì mình đoán là cái con thú nó sẽ thoát ra nha các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng đọc tiếp nào. Một khi được tự do khỏi khối băng, Tyrannosaurus tiếp tục hung hăng và hướng tầm nhìn về thị trấn. Đột nhiên một người bí ẩn trong trang phục kỳ lạ xuất hiện. Đây chúng ta có thể coi nè. Đó, cái con T-Rex nó được thoát khỏi cái tảng băng này nè. Khi mặt trời nó làm nóng chảy nó nha các bạn. Và nó đang hướng tầm nhìn về thị trấn nè. Đó, chúng ta có thể thấy được mấy con heo nè, con cừu nè. Và người dân cũng như là mấy cái tòa nhà nè. Và đây chúng ta có được một người bí ẩn với cái trang phục kỳ lạ xuất hiện. Rồi chúng ta sẽ cùng đọc tiếp nào. Anh ta sử dụng một vũ khí kỳ lạ và mạnh mẽ để bắn các mảnh kim loại để giúp người dân đánh bại quái thú. Thì mình đoán thì cái vũ khí kỳ lạ này có thể là súng nha các bạn. Đó, súng bắn ra đạn đó. Sau đó nó đau đớn trước khi cô công chúa với cái vương miện đến viên ngọc Scarab Game lại gần. Chúng ta sẽ cần phải sâu chuỗi ba cái tấm này lại để mà hình dung được nha các bạn. Đây chúng ta sẽ cùng ghép lại nha các bạn. Đó, đây cái vũ khí kỳ lạ mà anh ta sử dụng đây nè. Nó có thể là một cây súng. Ồ, bắn cái con Tyrannosaurus nó chảy máu luôn nè. Kinh vậy. Tay và nó gục xuống nè. Đó, và cô công chúa lại gần nè. Ồ, đính viên ngọc Scarab trên vương miện đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc tiếp coi. Cô chạm vào đầu của Tyrannosaurus và đột nhiên nó được hồi sinh và thuần hóa. Ồ, khá là hay ha. Người dân ăn mừng xung quanh một đống lửa khi công chúa cởi trên lưng Tyrannosaurus. À, có vẻ như là cái bảng này nó cũng hướng dẫn chúng ta cách thu phục của con Tyrannosaurus luôn nha các bạn. Đó chính là đánh cho nó yếu máu và cho nó một viên Scarab Game thì nó sẽ được thuần hóa nha. Đó, khá là xịn hang. Tiếp tục. Để mình coi cái tấm bảng này nó có giống như vậy không. Đây, đó. Cô công chúa với cái viên ngọc Scarab Game đính trên vương miện nha các bạn. Đó. Đây, cô ta đã hồi sinh được cái con Tyrannosaurus rồi nè. Và thuần hóa được nó luôn. Nó đang cởi trên lưng con Tyrannosaurus nha các bạn. Đó, khá là xịn. Và bên đây thì người dân đang ăn mừng bên cái đống lửa nè. Quá hay luôn hen. Rồi, tiếp tục chúng ta sẽ đọc tiếp nha. Sau đó một cỗ máy lạ được kích hoạt và mở hai cổng. Một dẫn đến một thế giới xanh với Pteranodon và Brachiosaurus lang thang trong đó. Còn lại là thế giới hiện đại với những tòa nhà chọc trời và máy bay. À, có vẻ như là cái cổng thời gian này nó mở đến hai thế giới. Một là thế giới cổ đại của khủng long nè và thế giới hiện đại của con người nha các bạn. Còn đây là thế giới hiện tại của những cái con người cổ đại nha các bạn. Đây, đây chính là thế giới của Tyrannosaurus đấy các bạn ơi. Chúng ta có thể thấy mang máng cái con Pteranodon và Brachiosaurus nè. Đó, con Pteranodon nó đang bay trên trời nè các bạn. Đó, khá là xịn luôn. Đó, à vậy là cái cỗ máy thời gian nó đã được kích hoạt các bạn ơi. Và ở đây chúng ta có thể thấy được cái đồng hồ thời gian nè. Wow, cỗ máy thời gian nó có mặt cái con trâu hả ta. Và đây là thế giới hiện đại. Đó chính là quê hương của hiệp sĩ bí ẩn nha các bạn. Cô công chúa vẫy tay tạm biệt Tyrannosaurus và người anh hùng bí ẩn khi họ quay trở lại thế giới mà họ thuộc về. Thế là đã xong cái chuyện này rồi các bạn ơi. Wow, khá là xịn luôn. Qua 8 trang thì mình cũng đã sâu chuỗi được một mớ rồi nha các bạn. Wow, đúng là một câu chuyện cũng khá là xịn đây. Đây, hai thế giới. Một thế giới hiện đại và một thế giới cổ đại. Mình nghĩ thế giới này đang là trung đại nè. Đây chính là nơi của loài người cổ đại nha các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng coi lại một lần nữa nha các bạn. Đây, lần đầu thu phục Tyrannosaurus. Đây mình sẽ kể lại cho các bạn tường tận về cái câu chuyện này nha. Một ngày nọ, một người phát hiện ra một tảng băng chứa một cái con vật bị đóng băng ở trong đó. Anh ta về báo cáo với bộ tộc của mình thì một nhóm người đã được gọi đến để mà kéo tảng băng về. Dưới cái sự nung chảy của mặt trời thì cái tảng băng nó đã bị tan ra và một con Tyrannosaurus với ánh mắt cực kỳ giận dữ nó xuất hiện từ trong tảng băng. Nó đang hướng ánh mắt của mình về ngôi làng. Bỗng nhiên một người bí ẩn trong cái trang phục kỳ lạ xuất hiện. Anh ta dùng một cái loại vũ khí kỳ lạ mà bắn ra những cái mảnh kim loại để tấn công con Tyrannosaurus. Thì cái con Tyrannosaurus này nó gục ngã trước khi mà công chúa với cái viên ngọc Scarab Game ở trên đầu đi tới. Đó, đột nhiên công chúa chạm vào người con quái thú và nó bừng tỉnh và được thu phục. Đó, công chúa thì cởi trên lưng Tyrannosaurus, trong khi đó thì dân làng đang ăn mừng bên đống lửa. Một cỗ máy thời gian được kích hoạt và nó mở hai cánh cổng. Một là cánh cổng dẫn về thế giới khủng long cổ đại, nơi mà có Pteranodon và hai con Brachiosaurus đang ở trong đó. Và cánh cổng còn lại thì dẫn tới thế giới hiện đại, nơi có những tòa nhà chọc trời và máy bay ở trong đó. Wow, khá là xịn luôn ha. Công chúa vẫy tay chào tạm biệt Tyrannosaurus cũng như là người hiệp sĩ vĩ đại. Rồi, đó là toàn bộ câu chuyện về lần đầu thu phục con T-Rex khủng long bạo chúa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đến với cái câu chuyện cuối cùng, thần Mosasaurus. Đó, nghe cũng rất là kinh dị nha. Đây. Và câu chuyện này thì nó gồm hai bức tranh nha các bạn. Đây chúng ta có thể thấy con Mosasaurus nè. Wow, cũng khá là xịn. Rồi, thần Mosasaurus. Các đại dương cổ đại được cai trị bởi một vị thần Mosasaurus giận dữ. Người sẽ bắt đầu những cơn bão để đánh chìm bất kỳ con tàu nào đi qua. Tuy nhiên, sau khi được tặng ngọc và Nautilus, tức là ốc anh vũ, để ăn từ các thủy thủ, Vị thần nguôi giận và cho phép họ vượt qua mà không gây bất kỳ khó khăn gì nữa. Wow. Vị thần này tham ăn vậy. Cũng khá là đúng vì cái con Mosasaurus nó cũng thích ăn ốc minh vũ nữa nha các bạn. Đây chúng ta có thể xem qua những cái bức tranh nè. Đây, ông đang nổi những cái cơn giông gió để mà đánh chìm mấy cái tàu thuyền nè. Đây là những thủy thủ vứt ốc anh vũ cũng như là mấy cái viên ngọc. Viên ngọc đó chính là Scarab game xuống nha các bạn, để mà thu phục á, cái vị thần này đó. À, và thế là vị thần nguôi giận và cho những cái thuyền nó đi qua một cách dễ dàng luôn. Rồi, thế là xong câu chuyện về thần Mosasaurus rồi nha. Ok, và đó cũng là câu chuyện cuối cùng trong tập ngày hôm nay luôn rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy hay đừng quên bỏ lại một like, subscribe và nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ngoài ra nhớ comment ý kiến của bạn ở phía bên dưới video này cũng như là like fanpage Fury Gaming để nhận được thông báo mới nhất từ kênh mình luôn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.